Ui cha cha, ở đây có bồ câu nữa hả? Mấy chú chim bồ câu kia không phải phải là bồ câu nhà mình không ta? Nó ra tới đây nó quậy phá luôn nè. Dạ, xa xa kia là ba chú chim bồ câu. Ủa mà cái xóm này là có mình em nhà em nuôi bồ câu hả? Hay còn ai không? À vậy chắc bồ câu nhà ổng á. Ở đây ai cũng đi te bằng thuyền lớn, còn em đi vỏ nhỏ. Đi cái vỏ nhỏ này gọi là vỏ lãi. Rồi. Rồi, cảm ơn anh. Thuyền này mới mua luôn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi giải cứu các bạn bị bắt trong te này nha.